để đi kiếm mớ cá, để kiếm mớ cá về mình ăn cơm buổi chiều. Mình với Nhung đi, chắc này còn hơi nắng nha quý anh chị, mà thôi kệ đi sớm sớm thì chi, để hư luôn này, quá trời trời mưa trời gió. Cây này cây lá cách nè, chút nữa về hái mớ lá cách này là đọt non không của chú anh chị nha. Ở quê mình cây cách quá trời lá non nè, coi nè, cái hôm vừa gì cái này mà nướng thịt bò một cái như cái nắp luôn, thịt bò cá lóc cá gì nướng cũng ngon nè, mà nhưng mà nó bị hơi sâu, bởi vì nó hơi thiên nhiên sâu nó ăn nhiều hơn. Rồi đi Nhung ơi, chút phải về hái, để lại đây đi hái đựng nữa nè. Trời là trời, nhảy dây được con rắn. Ngô thật à, cái này có thứ vậy, uống hồn được gắn xanh nhỏ xíu. Cũng dạng đỡ. Trời ơi, rung chân này, trời. Uống hồn. Mà đi Nhung ơi. Đi. Cái này hết gì hả? Trời gì hả? Biết vụ gì chưa? Vậy? Biết vụ gì chưa? Vậy? Trời ơi, động trời thiên địa luôn. Sao sao? Trời ơi, nãy giờ coi ha. Hay luôn. Dạ không sao, coi gì vụ gì vụ gì. Biết ông Tèo không? Tèo nào? Ông Tèo. Tèo đâu trời? Ông Tèo không bị vợ ông đánh nhảy khe tê tê luôn. Trời ơi trời, bữa nay sao bà gan dữ vậy hả? Thì đó. Ôi thật thôi. Trời ơi, ông về, ông nhậu về. Bà nóng máu rồi, bà làm về mà. Không nấu cơm cho ăn. Nhậu tối ngày mà cái gì. Mà ai không nấu cơm cho ông ăn. Rồi sao? Bà về ha. Ồ, bà về ha. Ai út mà. Bà đóng đầu ổng lên gió nha, xuống quả đê luôn. Bà không nhảy he tê tê luôn. Trời ơi trời. Bà biết gì không? Để gì? Bà lại lái giờ biết tè không? Tèo nào? Bà hỏi biết tè không? Tèo nào? Tèo nào? Trời ơi lại. Thôi từ từ. Nhưng mà luôn chứ có tay trời trời bà tám cái chảo đây ha, chà má vậy hả, bỏ đảm như vậy thầy bà hăng đó nha, bà hăng đây nay không cho sốt nào chứ yeah. Ơi có hăng ôi đây nắng mà qua đây cho mát. Ui, trứng cá đầu kiến. Ê, có cá đầu kiến trứng này có con cá đó nha. Ừ, mẹ nó đi dài. Bữa nay thấy đồng khuyên coi khôn không nè. Lấy cái dây bụng với cáo. Để thôi cái thao nó cho hoài nước lớn. Ôi trời ơi, trời cái gì vậy trời. Giỡn hơi mắc cười quá nhưng mà. Thôi, trời ơi, nó ủ. Mẹ nó vừa ra luôn. Vậy đó hả? Đụng mẹ trời luôn. Trời ơi, trứng. Đi trước rồi. Dành không? Dành không? Ôi da, nãy giờ chưa được con quần con hậu nhưng hôm nay cục lưng quần của chịu quá. Sợ cái hao trôi. Qua đây nè Nhung ơi, qua đây biết có hang không mà. Có không? Cho họ bỏ hang đi ủ. Ừ.
cua. Tại sao không có con cua nữa cho anh ta? Ui, gì vậy? Thì kìa mày nhắc cua, cái có cua nè. Cua nhỏ xíu xíu. Dính hay gì? Dính hay gì? Dính hay gì? Cái gì vậy? Ui. Cái gì? Cái gì? Thấy không? Tôi mất con dấu rồi. Câu. Ừ. Rồi xong. Nó huy cái gai nó bén lắm. Trời, cái gì á? Rồi đâm vô đây luôn rồi. Bắt cá rồi để cho đâm. Đâm vô tay. Đâm vô đây luôn rồi. Trời ơi, cá huy bự chà bá. Cá huy uống nâu à? Uống nút à? Con cá con chút. Nhắc nhở là bán được. Gà gà nha mày đó. Gà gà. Nước con này sâu ghê luôn trời. Ô dễ nè. Nhất quá à. Cá này kia nút đâu mất rồi ta. Có rồi. Cái khéo là cá lắm á nhiều. Cái gì đó nghe. Hà cho có cá rồi. Dính hả? Có cá hả? Cá hay cua đừng vụ tao nha. Cá. Thấy tao nhỏ vụ tao nha. Bạn là nhỏ rồi đó. Ủa sao không tới? Tới không? Ây da. Thấy em đó. Ây da. Quá sâu rồi. Sâu quá. Không thấy. Rồi xong luôn. Mẹ có dính cái tay nó dài dễ dính. Có dính tay cong cong. Neo đường cong. Ông tổ có ai cái này mà biết cá. Ông tổ không để lặn. Rút đầu luôn rồi. Thôi mà lỡ rút đầu rồi lặn cá này. Bỏ ủng. Ồ. Quá mà lặng rồi. Có không? Không. Lặng. Mọi giờ tới lẹ rồi tám. Sâu quá sâu rồi. Giờ nè. Sát xuống đất luôn á. Sát xuống đất á. Ui. Em tự nhìn bà em tự dạ khoan nhé nhanh. Tôi tưởng đâu có cá lâu kiên nói chùa kiên. Ui xù, cần đó. Có đó. Ủa ghê trời nữa không có. Chứ cái mình với tôi. Nữa nữa. Ôi thôi cá nhung. Ăn hàng. Cái gì trời. Cái gì vậy? Cá không? Ở nắng đâu? Mày biết. Nó đâu nằm trên ai quá vậy? Được cái nó không? Nó như vậy.
này bỏ nón luôn rồi nắng. Ê trời ơi trời ơi, dẹp cho bá luôn, đẹp quá cho cô chú chị. Sao có văn, có văn hết chưa? Có văn, có văn nè. Dính nữa hay gì không? Ôi má ơi. Đừng, 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 đừng. Lặn nữa hả? Lặn mới được. Không có thấy à? Thấy có thấy không? Mà nhặn cái đầu xuống. Nè, một. Từ từ nha, một. Một, hai, hai ba. Gì vậy? Bước lên. Nè. Đang buông ra đây. Nó cạn cái sao mày bé được, mày phải lặn cái gì mày nè mới được. Tám mấy nha. Ừ. Một, hai, ba. Để chị cá luôn rồi. Cái gì? Cá thừa à? Cá ra luôn rồi. Mày tính đưa thừa. Mày tính đưa thừa. Không, mày có hàng nó bự. Khủng rồi, khủng. Ôi giời, cái này nó lượn chừng. Mấy cái hàng khủng nó chừng. Nó lượn chừng. Ủa, cái cháo. Wow. Kẻ rồi bà Tám. Vậy? Bà họ bên đây, bà họ bên kia. Thôi kệ đi. Em nhà quê mới lên. Lên. Gì nữa? Dính hả? Ở đây, vô đây mở cái hang bóng đường luôn. Hang bóng. Ây da. Có không? Sâu quá. Ây da. Sâu dữ vậy hả? Đó. Ơi sao quê. Quá trời. Ủa trời. Dở, nhung thì dở thiệt. Cái này xíu nữa đem đi luôn rồi. Cái này con cá là bự đây đang dính con nữa nào mà nhỏ. Ây da, ây da. Ây da. Trời ơi trời. Wow. Một tay thì con dẹp, một tay thì con ấy. Chị ơi, à, con cá bên con dẹm nha mà. Ui, nhung phải dính cá đó ăn đủ luôn rồi. Lặn nữa, lặn nữa. Ôi trời ơi trời. Có không, có không? Đúng chưa, đúng không? Cái gì thật? Lại khịt khịt gan là đưa rửa tay vô Tám. Gan con trâu rồi hả? Sâu á. Thôi được rồi, được rồi. Tay vô đây nè. Đây nè. Tới không? Tay mày tới không? Không. Ây da. Không tới thôi. Ây da. Em nhà quê mê mê. Ui, chung ra luôn, nước vô lỗ tai luôn. Rồi nhung. Ủa, cái mắc kẹt cái nào đây vậy? Được rồi. Nè, dĩ quá cái mỏ rồi Tám. Ừ, Tám thì lặn không? Không biết lặn không mà tao qua được rồi. Được chứ? Được rồi. Được hả? Uống dẹp. Cái này dẹp khủng luôn ơi. Bỏ cái nón này chắc mình nhìn mình mặt mình chừng nữa chắc mình nám luôn á Nhung. Trời ơi. Trời ơi trời. Cái hang chợ bá con cá chạy ra rồi. Đau lòng quá đi thôi. Qua tới đây chia ra đi rồi Tám ơi. Chảo. Ở đây có hang nè. Không. Qua đây hang một đống này Nhung ơi, qua đây nè.
Ở đây có hang không? Ở đó có hang không? Lặn cái nước nó vô luôn. Nước vô đầy cái lỗ. Cái lỗ nổi vô. Ê nè, bên có hang không? Gì? Bên em thấy hang rồi chưa vậy? Bánh thì có hang. Qua đi. Qua bánh đi. Em cho bá đi Nhung. Nhung mày dẻm ngon nghe, ngon nghe. Dạ. Ôi là trời, cái tay đúng vô. Gì? Chạy mất tiêu rồi. Trời ơi. Chậm quá. Rồi. Khủng đồ luôn hả? Ghê à. Hang nào mấy cạnh cạnh không chèn. Hang này mất lạnh mới được không á. Ừ, cá bự Nhung ơi. Cá khủng, cá khủng, cá khủng. Ơ ừ, hết. Gì? Mấy con kêu bà tám. Ê. Trời ơi, chán lắm quá, đi đi. Tám. Bỏ bì, bỏ da. Ôi da. Trời ơi, cá này giỡn mà cái tụi. Thấy cái đuôi mà chưa thấy được bệnh. Ê da. Nó đâm. Công nhận chứ. Ui da. Ôi tao tao tao. Gai. Nắm chặt vô bứt ra. Ô la, lột ngủng. Nhung, lôi ra. Trời ơi, là tao ấy dở. Mọi người nói comment nắng quá trời rồi. Nắng quá nắng rồi. Chịu cái nó kẹt chưa? Ê, đường bên đây có cá nha. Cái này vô hang rồi đó. À, cành cành không à. Mới điên cá chà bá luôn. Ủa, lâu ra tới ngoài luôn. Trời ơi, nó cũng nhảy đi. Nhảy ra cái gì, cá cái gì. Trời chứ mưa. Trầm lầm đó. Trời ơi, qua quốc nguyên cái đám mưa nó rồi 8 tới sáng luôn đấy. Đúng không hả? Mưa hôm đấy, mưa lắc lắc lắc, đúng không? Đúng không, có biết mưa hoa, dạ. Cạnh giờ nào cũng không biết luôn. Kìa, ham hố gì. Ham hố à, lặn đi cho nhảy mũi vậy kìa. Gặp ta lặn cũng lặn theo. Mình mà phải lặn phải không? Đó, ủa gì em chưa có. Trời ơi, trời ơi, có nè. Chung, nè. Nè, bữa nay ăn giảm điện nè. Bữa nay, rồi. Rượu tính ăn dẹm đi. Tám mấy thang dài dài rồi tám lột tay luôn coi. Ủa đây nó có nữa nè. Ôi dẹm nhiều quá trời luôn nè, dẹm bự bự luôn. Trời ơi coi. Khoan từ từ, mới ghét con dẹm mất cái vụ. Trời cá đâu vậy này phúng tùm lum cho nghe. Dễ nào có dạ. À? Búng như giò á. Sao dính? Trà đây ấy. Qua đi con dẹm mất cái vụ giờ. Bự cho bá. Nè cái hang cái coi. Nhạt mũi rồi kìa. Nè đất ai ăn, ăn nổi cục sình này không? Biết mình sao quá trời. Chị Nhung dính cá hả? Ý xì xì à. Thôi nói với mẹ nó thôi. Mẹ đi. Tại mày có con đó con. Mày không có con vô bụng tao. À, cả 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 cả. Mày cá luôn chứ. Rồi sâu quá sao mới tới trời. Thôi ngã. Cái nào sâu quá mình thua đó. Nửa hay nó 18 nửa sáng rồi sáng chế gần cái bắt cá. Sáng sao? Gì? Sáng. Mình ở ngoài mình lấy cái đồ mà kiểu như cái đồ mình bịch lại á, cho dậy nè, ở trong mình chặt cho chạy ra. Ghê. Đỉnh không? Đỉnh quá đỉnh.
Hay không? Ừ, hàng bự. Hàng bự đấy. Ơi, nhẹm nè. Đâu? Nhẹm nè. Bắt, bắt. Con nó nói cành cành không? Gì vậy? Cái chú tay. Nhà có ăn học. Cái chú giòn vô. Bự. Chiêu to cũng lộ. Chiêu cha cũng ngộ. Qua đây mát nhưng mà ở bên đây bớt nắng nhưng mà. Ôi 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 ôi. Qua đây thằng khủng nhóc cưng luôn ơi. Ê, chỗ này rồi rồi rồi. Đâu đâu. Rồi. Mới vừa đưa tay vô những cái chà bá luôn. Uổng ơi là uổng nha. Trời ơi. Bánh cái lưới luôn á. Sao chanh đẹp đẽ gì dưới ghê. Dưới kìa. Rồi môi này chắc sáng đêm luôn á. Ừ, mấy gốc cây này khá lắm nè. Rồi, cái gặp nữa. Bảo vệ nhiều cái đầu này hào lắm, khá lắm. Nè. Ồ. Hang ở trên mà hang ở trên phải gài gãi mà dẻm luôn. Mò cả hang. Không, ở dưới có hang. Như nào? Vô chừng á, vô chừng á. Ở dưới đất á. Ủa vậy. Ta gầm chút hình hình. Ha, cạnh cạnh không tợ. Quá rồi. Ôi. Em dẹm, em dẹm. Ủa dạ, xịt nước. Thôi nhỏ bỏ ốp rồi. Chảo nào chỗ nấy coi nè. Ui, mạnh mạnh luôn. Ui. Tôm nhìn. Bà tá bên quên này là hang khủng vô đó. Gì? Bà tá bên ánh này là hang dữ luôn á. Dữ chưa? Cá nó chạy. Đường này ngon quá mà sao cá cũng không phải là không có cá nha mà tại mình á. Mình bắt dở. Nước qua đây nó hơi lỏng bởi bắt nó chạy quá chạy. Rồi. Tú trong luôn. Dính cá rồi đó mà không biết cái gì. Chạy ra tay. Ây da. Sao có chổng lại chạy ra cùi chỏ. Gấu nu luôn. Nay vô mánh rồi. Nay vô mánh rồi vô luôn. Có đủ ăn chưa đi về nhưng mà được rồi. Buồn rồi. Cái tay nó mắc kẹt giống như là lâu rồi. Hay là dính rồi. Cá dữ. Ui. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ. Ủa cái này bự lắm. Kéo ra. Nó bóng. Cái gai của nó khó kéo lắm. Ôi da. Cái bệ. Wow. Ôi da.
Ủa đuổi em cá không gây gâu khiến mặt kia luôn luôn. Còn không? Để biết. Không xíu nó vụt rồi. Không hãy bờ lại đi. Bà Tám những buổi tới kìa, tới rồi kìa. Ông gỗ đang khỉnh á, dĩ không kẹo kìa. Cái men không kìa, cái men. Kịp không, kịp không. Kìa bị chạy. Thôi ha. Chúng nó lại nhung mới gì họ tay vô nó đang ở giữa cổ nó luôn á đâu con này cũng muốn chị vô cái chúng nó đẹp dở lắm chứ đẹp dở lắm chứ là làm sao dở quá bỏ vô bắt mẹ không được bỏ lại mới gì đụng lên nó chạy liền ngay kìa ui cây 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 nằm ngang hết vậy cây nằm ngang đó dạ coi là trời cây cây đi dưới cái bụng tôi vậy coi là trời ôi lên nhung ơi nhiều đủ ăn rồi có cái chậu đây nè rồi rồi vô rồi cá hả khúc rồi vô khúc rồi cá gì cây gì vô khúc rồi cái gì mà dính được chắc là ơi sao dắt này cá dữ vậy trời cắm ủa cái chín này sắp nở rồi nhung ơi trời ơi phải để đừng thả được rồi chiều nay về cá lông kiến này xào lột xả ăn được rồi có cá mẹ đó có mẹ đi ra rồi ôi mẹ con trứng nó đẻ này nhung mẹ bắt trứng ai tao mẹ không mẹ nó đẻ lại á trời ơi cô chú anh chị ơi cô nè cô nè trứng đẹp như mơ không xíu mà bỏ lên đẹp như mơ. Ôi, trời gầu gầu gầu. Mới đứa sẵn để nghe cái trứng mẹ nó bay lại cái trứng cái thằng nó trời. Nãy con mấy gì đó. Trời ơi. Mẹ nó bay lên cái trắng này. Con dẹp nó kẹt nè. Em bự trời. Tao ơi giờ mà tao lẻ đi quỷ quái. Trời khẹt cô, con kìa cô chú anh chị ơi, chị mua. Rồi. Cái mẹ đâu, cả mẹ gì hết kẹt rồi. Xong luôn rồi. Xong như một dòng sông. Mẹ lẻ đi tắm. Ôi gì dạ. Ủa. Ôi ơi đang cỉnh hết rồi. Thôi về con chú chị quá chuyển mưa rồi đây được nhiêu nè. Thành quả của mình đây. Hồi nãy thấy hơi hơi rồi sao chắc này đang cỉnh hết rồi coi. Nhà để xe đắng nhà còn xảy xa lắm em cô chú anh chị. À thôi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip của Tấm Đài TV nha. Cô chú anh chị thương yêu thì nhớ đăng ký cho một like để chăng cá một tiếng dọc đi luôn rồi. Yeah. Để mình có động lực ra clip mới hay ý nghĩa cho cô chú anh chị xem. Còn giờ mình chỉ dùng phép cô chú về với cô chú anh chị ơi. Bye.